Kính thưa quý vị và các bạn, được sự đồng ý của Chính phủ, Vĩnh Long phối hợp với các bộ ngành trung ương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 với chủ đề Vĩnh Long chủ động hợp tác phát triển bền vững sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 3 tới. Phóng viên báo Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 về một số vấn đề, định hướng công tác xúc tiến đầu tư, tầm quan trọng của hội nghị lần này cũng như những cam kết, thông điệp mà Vĩnh Long muốn gửi đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, đây là lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Long được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Vậy xuất phát từ yêu cầu nào mà tỉnh phải tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và qua đây tỉnh hy vọng gặt hái được gì? Có thể nói rằng hiện nay cái công tác xúc tiến đầu tư đóng một cái vai trò quan trọng ở trong cái việc thu hút đầu tư. Đây cũng là một cái tiền đề quan trọng để chúng ta lựa chọn được những nhà đầu tư có năng lực để làm sao chúng ta tiếp tục chúng ta triển khai thực hiện tốt các cái dự án để qua đó là góp phần nâng cao cái chất lượng và cái hiệu quả đầu tư. Một trong những cái ưu tiên hàng đầu của tỉnh là làm sao xây dựng và tập trung cái thu hút để mời gọi đầu tư. Quá trình đó làm sao cho nó phù hợp với cái điều kiện của tỉnh nhà của chúng ta. Với một cái xu thế là đầu tư mới và mang cái tính khả thi cao thì trong đó đặc biệt là chú trọng các cái dự án như là nông nghiệp ứng dụng là công nghệ cao, bởi vì có thể nói rằng Vĩnh Long chúng ta là cái tỉnh mà đi lên theo cái xác định theo tinh thần cái nghị quyết của chúng ta thì là tập trung cho cái nông nghiệp, nhưng mà cái nông nghiệp là cái công nghệ cao để chúng ta nhằm khai thác cái thế mạnh cũng như là cái nguồn tài nguyên của tỉnh nhà. Thông qua cái việc mời gọi đầu tư thì đối với các cái dự án công nghiệp chế biến rồi nông nghiệp là ứng dụng công nghệ cao, rồi kêu gọi ở trong các cái khu công nghiệp tập trung, và qua đó thì từng bước chúng ta tạo một cái giá trị gia tăng cho cái ngành hàng hóa nông sản của chúng ta. Và có thể nói rằng chúng tôi cũng kỳ vọng ở cái hội nghị sẽ là góp phần rất lớn ở trong cái thu hút đầu tư và đẩy mạnh cái cơ cấu lại cái nền nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long của chúng ta, qua đó tạo một cái chuyển biến mới ở trong cái phát triển công nghiệp và đồng thời cái phát triển thương mại, dịch vụ theo cái hướng là hiện đại và bền vững để đảm bảo về quy động các cái nguồn lực cho cái đầu tư phát triển, nhất là các cái nguồn lực về phát triển cái kết cấu hạ tầng, rồi phát triển cái nông nghiệp, rồi cái công nghiệp, rồi cái dịch vụ, cũng như là cái lợi thế của tỉnh Vĩnh Long của chúng ta là cái du lịch miệt vườn. Có thể nói rằng đây là cũng là một cái lợi thế lớn của tỉnh Vĩnh Long chúng ta. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, rồi tăng thu nhập cho người lao động và tăng cái nguồn thu cho cái ngân sách của nhà nước. Từ đó thì thúc đẩy cái việc mà phát triển kinh tế xã hội của cái địa phương của chúng ta, thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu của cái nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 10, nhiệm kỳ của năm 2015-2020. Thưa ông, Vĩnh Long phấn đấu từ nay đến năm 2020 đưa tỉnh phát triển đạt mức khá ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Để đóng góp tích cực thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ làm gì để thu hút hiệu quả các dự án đầu tư thưa ông? Để đạt được cái mục tiêu này thì với một cái sự là đổi mới ở trong tư duy, rồi sự năng động và trách nhiệm của lãnh đạo ở các cấp cùng với sự nỗ lực của cả một cái hệ thống chính trị, tôi cho rằng cái hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh cũng sẽ có những cái chuyển biến là tích cực để là thu hút hiệu quả các cái dự án đầu tư, rồi góp phần quan trọng để chúng ta thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới thì bên cạnh cái việc mà chúng ta triển khai quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế xã hội, rồi các cái quy hoạch ngành, lĩnh vực v.v. để làm sao chúng ta tiếp tục chúng ta đào tạo, rồi phát triển cái nguồn nhân lực, tập trung nguồn nhân lực để đầu tư phát triển cái kết cấu hạ tầng về cái kỹ thuật. Đối với tỉnh thì sẽ tiếp tục là đổi mới về cái công tác xúc tiến đầu tư và các cái hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, rồi khởi nghiệp, rồi đẩy mạnh cái việc mà liên kết, rồi hợp tác đầu tư với các tỉnh thành ở trong khu vực cũng như là trong cả nước
cả nước. Rồi qua đó là chúng ta xây dựng cái chính quyền điện tử và thành lập cái trung tâm là hành chính công ở trong thời gian sắp tới. Cụ thể hơn, Vĩnh Long đã có những chương trình hành động định hướng như thế nào để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thưa ông? Bên cạnh cái việc là chúng ta tiếp tục, chúng ta triển khai cái thực hiện cái chương trình hành động của tỉnh ủy về cái thu hút đầu tư để là nhằm tạo lập một cái môi trường đầu tư và việc là kinh doanh an toàn cũng như là ít cái rủi ro. Đối với tỉnh thì tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc rồi quyết liệt các cái nghị quyết của chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, rồi cũng như là nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân để xác định cái việc mà phát triển kinh tế tư nhân trở thành một cái động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có thể nói rằng một trong những cái điểm nổi bật của tỉnh Vĩnh Long đó là thời gian qua thì Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã là ban hành về cái nghị quyết cũng như là các cái chính sách để nhằm hỗ trợ đầu tư của tỉnh đối với cái từng cái dự án theo lĩnh vực cũng như là địa bàn của tỉnh Vĩnh Long của chúng ta. Thì qua đó thì có thể nói rằng hiện nay cũng vừa là chúng ta rà soát lại và đồng thời chúng ta ban hành những cái chính sách mới để làm sao cho nó phù hợp với từng ở địa bàn để chúng ta kêu gọi chúng ta xúc tiến đầu tư cho nó tốt hơn. Đối với các cái chính sách hỗ trợ thì cụ thể là chính là những cái bước mà đột phá về cái thu hút và cái hỗ trợ đầu tư, rồi cái hỗ trợ là phát triển là doanh nghiệp, nhất là đối với các cái doanh nghiệp ở khu vực kinh tế tư nhân khi mà tiếp cận rồi triển khai thực hiện các cái dự án đầu tư ở tại tỉnh Vĩnh Long của chúng ta. Xin ông cho biết tỉnh cam kết điều gì để tiếp tục củng cố niềm tin của doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi đến với Vĩnh Long? Đầu tư tại tỉnh Vĩnh Long tôi nghĩ rằng đối với các nhà đầu tư cũng sẽ là có an tâm hơn. Bởi vì chứng tỏ rằng thời gian qua đối với tỉnh Vĩnh Long là một trong những cái chỉ số mà hiện nay chính phủ cũng như đối với tỉnh cũng rất quan tâm là cái chỉ số là BVCI của Vĩnh Long. Vĩnh Long luôn nằm ở cái top đầu, có nghĩa là cái nhóm rất tốt của cả nước. Thì đến với Vĩnh Long có thể nói rằng đến với một cái vùng đất mở, các nhà đầu tư sẽ tìm được một cái môi trường đầu tư kinh doanh một cách là ổn định, rồi thông thoáng, minh bạch với cái bộ máy chính quyền là có thể nói rằng năng động, rồi sáng tạo, rồi thân thiện với người dân, với doanh nghiệp. Các nhà đầu tư cũng sẽ là tận dụng được các cái ưu thế của địa phương, là được hỗ trợ các cái chính sách, rồi những cái cơ chế ưu đãi đầu tư riêng mà tỉnh đang triển khai và có cái định hướng để là tổ chức thực hiện trong thời gian sắp tới. Đối với các doanh nghiệp và các cái nhà đầu tư đó là sẽ được các cái cơ quan chức năng của tỉnh là tạo một cái điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý, về cung cấp nhanh chóng cũng như là kịp thời các cái thông tin về quy hoạch nè, rồi danh mục các cái dự án đầu tư và các cái thông tin, rồi các cái số liệu để cần thiết khác là theo cái yêu cầu của nhà đầu tư ở trong cái phạm vi là pháp luật là cho phép, là Vĩnh Long chúng tôi cũng sẽ là sẵn sàng tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất cho các cái nhà đầu tư cũng như là các cái doanh nghiệp sẽ đầu tư tại Vĩnh Long. Và tôi cũng xin là nhấn mạnh rằng đối với Vĩnh Long thì sẽ là cam kết tạo mọi cái điều kiện là thật là thuận lợi nhất là để các cái doanh nghiệp là phát triển một cách là ổn định và bền vững. Theo đó thì đối với tỉnh cũng đã và đang xây dựng cái phong cách phục vụ của bộ máy chính quyền một cách thân thiện và chuyên nghiệp để làm sao chúng ta tiếp tục chúng ta đẩy mạnh cái là cải cách cái thủ tục hành chính gắn với công khai, minh bạch hóa các cái thông tin, rồi thường xuyên gặp gỡ đối thoại với các cái doanh nghiệp, với doanh nhân để là nhằm là trao đổi thông tin, rồi qua đó có thể nói rằng để chúng ta kịp thời chúng ta tháo gỡ những cái vướng mắc mà những cái khó khăn ở trong cái hoạt động là sản xuất kinh doanh của chúng ta mà đang gặp khó khăn, đang gặp phải, thì chúng ta sẽ có cái thường xuyên hơn để làm sao chúng ta tạo mọi điều kiện là có thể nói là thuận lợi nhất cho các cái doanh nghiệp mà hoạt động ở trên cái địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Và có thể nói rằng qua đó thì chúng tôi cũng là tạo mọi cái điều kiện để cần có tiếp xúc với các cái đơn vị
rồi các cái huyện thị thành phố hay là trong các cái ban quản lý, chúng tôi cũng sẽ là tiếp tục là chỉ đạo thực hiện sẽ tốt hơn. Nhân dịp hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh Vĩnh Long muốn chuyển tải thông điệp gì đến đại biểu các nhà đầu tư, thưa ông? Có thể nói rằng Vĩnh Long chúng tôi rất là hân hoan chào đón và đồng hành với các cái doanh nghiệp, đồng hành với các cái nhà đầu tư ở trong và ngoài nước đã và đang sẽ là đầu tư ở tại tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long thì cũng sẽ là cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cái doanh nghiệp là phát triển là bền vững. Chúng tôi sẽ là tiếp tục là cải thiện rồi nâng cao cái năng lực cạnh tranh, rồi kiến tạo cái môi trường đầu tư, rồi về kinh doanh là ngày càng ổn định và thông thoáng hơn để là thu hút mọi cái nguồn lực cho cái đầu tư phát triển đối với tỉnh Vĩnh Long và phấn đấu để là xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành một cái điểm đến là thật sự là tin cậy và hấp dẫn của cái doanh nghiệp và nhà đầu tư. Xin cảm ơn ông dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.